những trời đất sẽ không dung. Chót lưỡi trời đồng dám làm như thằng hai thức này. Gieo sầu thương cho kiếp đơn côi. Kiếp này chẳng biết to cùng ai. Buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã đổi thay, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Khi nào chưa tìm được hung thủ để minh oan cho cha, cô sẽ không bao giờ bỏ qua. Tiếng đàn thở than xe cống ô liu, ai quán hờn gì ai? Tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứng dậy. Tiếng có nhịp sông lan khiến ai loan nhịp cho đời buồn thương, buồn thương. Tiếng có nhịp sóng lan khiến ai loan nhịp cho đời buồn thương, buồn thương cho kiếp chung. Nếu như má đồng ý chuyện của hai đứa mình thì anh có sẵn sàng cùng em quay lại? Mai em không ưa anh. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, đối với má em, anh là con của kẻ trộm cắp, bị đánh đập, bị chết mất đầu. Còn má của anh là một người đàn bà lăng loạn, bỏ nhà theo trai, đến bây giờ vẫn vậy. Bây giờ em nói như vậy, liệu em có đang lừa gạt anh không? Không, không, không có đâu. Má em bỏ qua hết tất cả rồi. Má em thấy em buồn chuyện của hai đứa mình nhiều quá nên má cũng không có nỡ. Má nói em hẹn anh ngày mai sang nhà ăn cơm, bữa cơm thân mật. Em như là bữa cơm chấp nhận chuyện của hai đứa mình đó. Thật ra chuyện này đối với anh nó đột ngột quá. Bây giờ em nói má em đồng ý cho hai đứa mình, anh tạm thời anh chưa tin được. Vậy thì ngày mai anh qua đi, chắc chắn anh sẽ tin. Anh nhớ tới nghe. Nhưng mà bây giờ em phải về nhà cho má uống thuốc rồi. Anh nhớ tới nha. Thank you.
Đang suy nghĩ cái chuyện khó khăn vậy á, chắc là liên quan tới phụ nữ nè, đúng không? Sao chú biết? Trời, chú từng tuổi này rồi, chuyện gì chú không biết mày? Con đang suy nghĩ cho nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết sắp ra, mà tới đoạn bí quá, không biết viết tiếp như thế nào. Chú thấy dù cho nhân vật ở ngoài đời hay là trong tiểu thuyết gì á, cũng phải thuận theo tự nhiên thôi con. Khi mình đối diện với nó rồi, mình mới biết lòng mình như thế nào. Cũng giống như chú đang đối diện với... Dạ. Uống nước. Bởi vậy người ta nói nuôi con gái đi, nuôi con gái cho lớn đi, cũng là con gái của người ta thôi à. Bây giờ đó tâm trí để đâu đâu không à, đâu có còn ở chỗ má nó nữa. Má này, nó cứ ghẹo con hoài à. Đổ công sức để làm cái mâm cơm này đãi bạn trai đúng không? Hôm qua con nói nó chưa? Dạ con nói anh rồi, chắc chắn anh sẽ tới mà má. À, được mời tới, còn em? Em có chuyện gia đình. Ê, sẵn anh tới rồi á thì hai anh em mình vô trong luôn đi, có gì điều tra vụ án luôn. Đi. Đó, con thấy chưa? Tay trong tay. Con chào gì? Con thấy chưa? Má có nói quan cho ai đâu. Hôm nay má cất công từ nhà thương về tới đây, má bỏ qua hết tất cả để dung đắp cho hai đứa. Rồi bây giờ con thấy không? Nó tay trong tay với người con gái khác. Đẹp mặt con chưa? Con cái gì? Chính vì con như vậy đó nên con mới bị người ta lừa dối con đó. Còn cậu nữa, tôi đã cố tình bỏ qua hết tất cả để hàn gắn cho cậu với con gái tôi quay trở lại. Nhưng xem ra tôi làm cái chuyện đó vô ích rồi. Cậu chẳng những có quá khứ không tốt mà cậu còn lăng nhăng nữa. Gì? Tôi nói sai hả? Chính vì cái quá khứ không tốt của cậu cho nên cậu lăng nhăng hết người này cho tới người khác. Cậu y chang như má của cậu vậy đó. Bởi vậy người ta nói dòng nào giống nấy. Gì? Nè, dì ơi, mặc dù nãy giờ con nghe con không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở gia đình mình hết á, nhưng mà con muốn nói giữa con với anh Long á là hoàn toàn trong sáng. Con có thể chắc chắn anh Long không làm điều gì sai hết, nhưng mà riêng dì á thì con thấy dì sai từ đầu tới cuối rồi đó. Mà sao dì ăn nói gì kỳ quá vậy, còn đụng đến mẹ của người ta nữa. Đâu, con thấy chưa, chẳng những nó dắt bạn gái nó tới đây mà nó để cho bạn gái nó mạt sát má nữa kìa. Dạ thưa dì, thứ nhất con không phải là bạn gái của anh Long. Thứ hai, con không hề có ý định mạt sát ai hết. Vì nói như vậy á là đang vu khống đó. Con chỉ nói là sự thật thôi. Nè, cái cô kia. Không có được hổn. Em biết cái gì đâu mà nói. Em lo chuyện của em kìa. Chuyện gì của em? Cô gái còn lứa, bỏ nhà đi mấy ngày không chịu về. Xuống đây cặp bồ cặp bịch, hẹn hò với tên nhà văn Duy Long này. Bộ em tưởng chuyện yêu đương của em anh không biết hả? Anh nói gì vậy? Em tâm sự với chị Tư đó, chị Tư kể là anh thôi. Còn bài đặt dán hình Duy Long ở trong phòng nữa chứ. Sao vậy? Hôm trước ở nhà. Với những cách mạt hạng như cậu á thì cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và con gái tôi nữa.
Dạ thưa dì, lúc mới gặp con không biết con làm chuyện gì mà dì luôn mạt sát con. Cho dù mọi chuyện như thế nào, nhưng con xin thề với lòng, con chưa bao giờ làm gì cái lỗi đạo. Còn hôm nay con không biết là dì mời con xuống đây dùng bữa là có ý gì. Có đúng giống như là Quỳnh nói, là dì muốn hàn gắn cho tụi con, nhưng con không bao giờ tin. Nè, con nói không tin là ý gì? Đó đó đó, con thấy chưa? Một người có quá khứ không mấy gì tốt đẹp thì cái suy nghĩ của nó cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Cậu, đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu cậu đừng bao giờ bén mảng đến gia đình của tôi, và đặc biệt đừng xuất hiện trước mặt con gái của tôi nữa. Đó, em cũng nhìn thấy rồi đó. Trong cái chuyện này đâu phải mình anh cố gắng là được. Sẵn tiện có mặt tất cả mọi người ở đây, hôm nay tôi xin trân trọng thông báo tôi với Quỳnh sẽ chia tay. Từ đây về sau tôi với em không liên quan gì tới nhau nữa. Chào tất cả mọi người. Anh Long đợi em. Quỳnh. Còn hỏi nữa ha, ba má về không thấy em đâu, ba má giận lắm kìa. Hay quá ha, con gái còn lứa đi Long Xuyên với một người đàn ông không quen biết, còn nói dối là đi Đà Lạt nữa. Ủa, cái chuyện đó em cũng chỉ là bắt chước anh thôi mà. Tao thông báo thì biết, còn cái chuyện này nó bất ngờ hơn nữa nè. Bất ngờ hơn hả? Ba má đang ở nhà Quỳnh nói chuyện hai gia đình, biết em đang ở đây kia em qua gặp ba má gấp kìa. Bây giờ luôn á hả? Ừ, đi bây giờ luôn. Mà bất ngờ quá, đi. Nhưng mà khoan, em cứ đi trước đi, anh còn phải đi mua đồ cho ba má nữa. Đi trước đi. Nè. Gì? Thì ra anh chính là người bày ra toàn bộ cái âm mưu này để gạt em tới đây đúng không? Anh... Mình có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Mình không còn gì nói với nhau nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Em không cần phải miễn cưỡng nữa đâu. Anh có bao giờ yêu em không? Tới giờ phút này em hỏi anh câu đó nữa. Con nha, con quá là thông minh luôn nha. Phải công nhận cái kế của con á hay thiệt. Con rể tương lai của má mà. Má, con có cái kế này nè. Con có cái kế này để con đến với Quỳnh rất là nhanh chóng mà không cần ai phải bước qua sát của má hết. Kế gì vậy con? Chứ má thấy con Quỳnh á, má cũng đủ mệt lắm rồi. Ai, cái gì đâu mà nói với thằng nhà Văn vợ vợ ương ương. Hình như má thấy á, nó yêu thằng nhà Văn hơn là thằng nhà Văn thương nó. Đó, đúng rồi. Má này, con nhỏ nó nghe. Má cứ làm theo cái kế của con đi nha. Đây là một đòn làm cho cả hai dứt khoát với nhau một lượt. Người ta gọi đây là nhất tiễn song điêu. À, nhưng mà sau lần này á, con phải đi một đoạn đường thật là dài thì mới chạm tới trái tim của con Quỳnh. Má chỉ giúp con tới đây thôi đó, nghe chưa? Dạ,
Con cảm ơn má. Anh à, anh Duy Long, em biết là chuyện tình cảm của anh đang rất là buồn, nhưng mà anh đừng có gì như vậy mà xa lánh mọi người rồi lủi thủi một mình nha anh. Chứ bây giờ em nói đi, anh phải làm sao? Em là trợ lý của anh mà, tư vấn cho anh được. Chuyện gì em cũng có thể tư vấn giúp anh được hết á. Nhưng mà nói thiệt, riêng cái chuyện tình cảm này thì em không biết phải nói làm sao hết. Em không có kinh nghiệm. Nhưng mà anh Duy Long, em biết á, là thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương, rồi từ từ nó cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Thứ anh cần bây giờ là thời gian. Anh Duy Long à, có gì thì anh hãy suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định, đừng để sau này mình phải hối tiếc nha anh. Càng nghĩ anh cảm thấy càng bế tắc. Mọi chuyện thì không như ý, còn chuyện tình cảm thì muốn tình cảm như ý thì phải nhìn thấy tình cảm của mình chứ. Cứ đi nhìn ở đâu sao mà thấy được. Anh Duy Long, anh suy nghĩ cho cẩn trọng, đừng vì những lời đồn ác ý bên ngoài không kiểm chứng đúng sự thật mà làm tổn thương người anh yêu. Anh không muốn, thật sự là anh không muốn. Nhưng bao nhiêu lần rồi, những lúc anh với Quỳnh xảy ra chuyện thì có bao giờ cô hiểu và thông cảm cho anh đâu. Anh biết là em muốn tốt cho anh và Quỳnh, nhưng trong chuyện tình cảm thì phải có sự đồng điệu và chia sẻ. Nhưng anh không thấy điều đó ở Quỳnh. Liệu một mình anh cố gắng thì có được không em? Em phải làm gì cho anh? Anh nói đi. Là bất kỳ điều gì anh mong muốn, em đều có thể giúp anh, miễn không phải nhìn thấy anh như vậy. Trong chuyện này em không rút được đâu. Em về đi. Anh muốn ở một mình, em không giúp anh được đâu. À, anh Duy Long, anh hứa với em nha, đừng làm chuyện gì dại dột hết nha anh Duy Long nha. Ông cầm tiền của tôi, vậy mà cứ để chuyện ngôi miếu quan khóc xuất bản đều đều là sao? Ông coi thường tôi à? Hay là ông nghĩ tôi không dám làm gì tòa soạn của ông à? Dạ không có ông Lâm ơi, thật ra thì thật sự tòa soạn cũng bị áp lực nhiều cái lắm. Cái chuyện ngôi miếu quan khóc một hai kỳ nữa là liền. Dạ nó luôn à. Dạ nhắm không làm được thì tìm cách hoàn lại số tiền đó cho tôi, rõ chưa? Dạ thì cái số tiền đó thì tôi cũng có xài chút chút rồi, cho nên là mong ông Lâm thông cảm cho tôi, thời gian tôi xoay sở rồi tôi gửi lại ngay. Dạ. Tôi nói cho anh biết. Dạ. Vì mối thâm tình giữa công ty Hải Lâm và tòa soạn, tôi sẽ không làm tới cùng. Vì nghĩ là anh còn nhiều vấn đề khác. Dạ. Nhưng mà nên nhớ, tiền của tôi không dễ dàng nuốt trôi như vậy đâu. Dạ. Nhắm không làm được thì ối ra, rõ chưa? Dạ xin ông Lâm cho tụi tôi thư thư chút xíu rồi tôi gửi lại đi nha. Liễu Hùng. Dạ.
Thưa cha, hôm nay con đến đây thắp nhang cho cha là con có chào tạm biệt cha. Con sẽ về lại Sài Gòn, nhưng con hứa với cha, con sẽ tìm ra hung thủ để trả lại sự trong sạch cho cha. Cha linh thiêng phù hộ cho con đi cha. Anh Long, anh xong chưa? Tụi mình đi. Ông ngoại mũi chết em quá. Được được là một tiểu thư, mà theo anh cực khổ vậy có đáng không? Mệt anh quá. Đáng hay không thì tự bản thân em biết là được rồi. Mà nè, sao mà chưa có điều tra được cái gì hết mà anh lại quyết định về Sài Gòn rồi? Mọi chuyện cứ tưởng là được tháo gỡ, mà hình như nó đi vào ngõ cụt. Có ai đó cố tình che giấu điều gì, cứ dẫn anh đi vòng vòng. Cho nên anh quyết định sẽ dừng lại để suy xét. Lý do cũng hợp lý đó. Nhưng mà anh nói vòng vòng, sao không nói thẳng ra là lý do chính đó? Là do anh thất tình đi. Thì chuyện của anh với Quỳnh, đường nào nó cũng dẫn tới đó. Miễn cưỡng chi. Mà thôi, đi về. Nè, đợi em với. Anh Long. Vì tình hình sức khỏe nên nhà văn Di Lâm tuyên bố ngừng viết tiểu thuyết Ngôi Miếu Oan Khóc tại đây. Nhà văn Di Lâm cũng gửi lời xin lỗi đến các độc giả yêu mến truyện này. Hẹn gặp các độc giả ở cuốn tiểu thuyết khác của Di Lâm. Cần tiền, tao muốn mày làm cho tao một chuyện. Đốc thúc thằng Long sớm tìm ra sự thật và viết tiếp câu chuyện. Nếu không, nó sẽ bị nguy hiểm tính mạng giống như mày bây giờ. Đừng. Tôi nói anh nghe này nè. Anh Duy Long anh đã không muốn rồi á, thì có trời ép á, cũng không ép được ảnh nữa. Hay là bây giờ anh có cái cách nào anh chỉ tôi đi. Chứ tôi cũng muốn đọc cái tiểu thuyết đó lắm. Anh nói đi, cách nào cũng được á, tôi sẽ làm. Miễn là anh đừng có làm hại gì anh Duy Long là được rồi. Không ngờ thằng Duy Long lại có một cô gái si tình vì nó đến như vậy. Chuyện gì cũng làm. Mày nghe cho kỹ đây. Bây giờ chỉ cần mày làm theo đúng những lời tao nói. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Rõ thì tôi nghe rõ lắm rồi. Làm hay không? Nhưng mà anh có chết không vậy? Chứ tôi cũng sợ lắm đó. Sợ thì đừng có làm. Để thằng Long sớm xuống lỗ. Tôi làm mà. Anh đừng làm hại gì anh Di Long hết là được rồi. Mày nên nhớ, tao luôn luôn ở sau lưng mày. Nhất cử nhất động của mày tao đều biết rất rõ. Không làm thì đừng có trách. Tôi biết rồi mà. Thank you.
vào không? Anh thấy dạo này sắc mặt của em tươi tắn hơn rất nhiều. Cũng nhờ có anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà. Em cũng thấy an tâm nhiều hơn. Em ăn ngon miệng hơn nữa. Nhưng mà anh đi với em vậy hoài, công ty ai lo? Em yên tâm, anh điều hành công ty từ xa qua cậu Phi mà. Em sao vậy? Sao lại thở dài? Có điều gì lại băn khoăn nữa à? Tự nhiên em thấy lo cho con Hân quá. Đêm hôm qua em nằm mơ thấy con gặp nạn. Em lo lắng quá rồi đó. Đành rằng mấy đứa con của mình, tụi nó không nghiêm túc trong công việc giống như con của người ta, còn ham chơi lắm. Nhưng mà đứa nào đứa nấy cũng tới tuổi trưởng thành hết rồi. Em nghĩ coi, em có thể lo cho tụi nó suốt cả cuộc đời của tụi nó hay sao? Thôi, cũng trễ rồi. Anh đưa em vào nghỉ ngơi nghe. Ở ngoài này nhiều sương lắm. Không bày ra cái trò bắt cóc rồi chói mình cứ ngắt ở đây để ép anh Di Long viết tiếp, không biết có hiệu quả không nữa. Nhưng mà ở đây ban đêm công nhận đáng sợ thiệt á. Sao mà lạnh dữ vậy nè, thấy ghê quá nè. Có ai ở đó không vậy? Ông Báo Điền, ông có ở đó không vậy? Cái tên Áo Đen kia, sao ông nói là lúc nào ông cũng ở sau lưng tôi hết mà? Bây giờ sau lưng tôi là gốc cây chứ tôi có thấy ông đâu. Sao ông để tôi ở đây mà lỡ tôi có chuyện gì thiệt rồi sao? Nè, là ông đúng không vậy? Ông ở đó đúng không? Sao ông lên tiếng mà làm cái trò gì vậy? Chết rồi. Mình đọc báo mình nghe nói là ở đây càng về đêm á là sẽ có những cái âm thanh lạ, rồi còn có những cái hiện tượng lạ nữa. Không lẽ không có ai ở đây thiệt hết mà hồi nãy chẳng lẽ có ma thiệt hết trời? Không được, không được. Về. Đứng lại. Nè, tôi biết là ông ở đó mà. Sao nãy giờ ông lên tiếng mà làm cái trò gì vậy? Cô nghĩ là cô có thể về được tới nhà sao? Cô co co như vậy, nửa đường là xỉu chết rồi. Tôi mặc kệ, tôi thà co co chết còn hơn ở đây bị sợ tới chết. Tôi không làm theo lời ông nói nữa. Đứng lại. Cô
phải thực hiện theo đúng kế hoạch của tôi. Nếu không, tôi sẽ hại chết thằng Long đó. Nè 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 nè, tôi làm theo lời ông nói, ông đừng có đụng gì tới anh Duy Long hết nha. Lùi lại. Nhanh. Từ từ. Ngồi xuống. Nghe cho kỹ. Chắc chắn thằng Long sẽ tới cứu cô. Khi nó tới, cô phải làm cho hết sức nghiêm trọng. Lúc đó cô sẽ nói với nó là lần bắt cóc này chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu nó không viết tiếp câu chuyện ngôi miếu quan khóc, lần sau không phải là bắt cóc đâu, mà là thủ tiêu. Ê, 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 đừng nha, đừng nha. Có gì thì thủ tiêu tôi chứ đừng có thủ tiêu ảnh đi không? Tất nhiên là thủ tiêu cô rồi. Thủ tiêu nó thì ai viết tiếp? Đồ ngu. Anh Duy Long, anh nhất định phải tới đó nha. Mình để ở đây, nhất định anh Long anh sẽ thấy. Một khi anh thấy thì anh sẽ đi cứu mình. Lúc đó mình sẽ có một màn mỹ nhân cứu anh hùng thiệt là xuất sắc. Mà không tới là em tiêu thiệt luôn. Si tình mù quáng. Đừng tưởng là tao thua mày, tao vẫn còn tuyệt chiêu cuối. Ngủ ngon quá. Tiếp tục ngủ đi cô gái. Chúc ngủ ngon. Ông nữa. Thằng cháu nhà văn của ông, nó có ý định là ngưng viết tiểu thuyết ngôi miếu quan khóc. Ông có thể khuyên nó viết tiếp được hay không? Không được. Nó ngừng viết là điều ta mong muốn. Ta không muốn vì sự an toàn của bản thân mà đặt nó vào tình huống nguy hiểm. Nếu ông không chịu khuyên nó viết tiếp tiểu thuyết, về chào ông bà đi. Thằng kia, cú ra, buông ba hai tao ra. Thằng kia, đứng lại, đứng lại, chậm, cẩn thận.
lại cho tôi. Tụi nó đứng lại. Chạy hả? Đứng lại. Thì ra là cậu hả Nam? Là tôi. Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Hả? Nếu mà cậu biết là tôi rồi thì tôi không giấu nữa. Tôi muốn có một số tiền lớn để tự xuất bản tiểu thuyết cho mình. Có một người bí ẩn hứa là sẽ cho tôi số tiền lớn với điều kiện là giả làm ông ấy. Người bí ẩn? Cậu biết bằng ông ta không? Chỉ gặp ông ấy đúng một lần, nhưng mà lần đó ông ấy cũng bịt mặt giống như tôi. Ai vậy? Ăn cướp! Ăn cướp! Mọi người ta ăn cướp! Ăn cướp! Tôi cũng phải ăn cướp. Nhưng mà ông là ai? Tại sao ông lại chặn đường của tôi? Ông muốn gì? Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi muốn ông giúp tôi một việc. Tôi sẽ giúp ông tự xuất bản cuốn tiểu thuyết của riêng mình mà không cần phải thông qua tòa soạn tin tức. Nhưng mà lấy gì để tôi tin ông? Với số tiền này, ông nhất định sẽ tin tôi. Khoan đã. Ông muốn tôi làm gì cho ông? Tôi nói trước nha, làm cái gì mà tổn hại đến người khác là tôi không làm đâu á. Tất nhiên là không hại ai. Ông chỉ cần bằng mọi cách làm cho nhà văn Di Long tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết Ngôi Miếu Quan Khóc đó. Tại sao nãy giờ ông nói chuyện với tôi mà ông không quay mặt lại? Ông cho tôi thấy mặt ông được không? Ăn cướp! Cướp! Mấy người ta ăn cướp! Ăn cướp! Tôi sẽ liên lạc với ông sau. Còn tất cả những lần sau đều liên hệ qua hộp thư riêng của Bưu Điện. Ông ấy muốn là cậu viết hết tất cả những phần còn lại, và đặc biệt là phần kết của Ngôi Miếu Quan Khóc, xong ông ấy mới đưa tôi tiền. Cậu làm như vậy, cậu thấy tổn hại tới ai không? Hả? Có tổn hại gì đâu. Bản thân cậu cũng muốn viết mà. Đây là tôi muốn thúc đẩy cho cậu. Cậu được lợi, tôi cũng được lợi, có gì sai? Tôi không cần, đó là chuyện riêng của tôi. Từ đây về sau, tôi không coi cậu là bạn nữa. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nhớ lại đi, từ trước tới giờ trong tòa soạn cậu có coi tôi là bạn không? Hay là tôi chỉ là cái bóng của cậu kìa? Không cần thì thôi. Còn một chuyện nữa muốn nói cho cậu biết, trợ lý của cậu đang ngủ trong miếu. Trợ lý tôi là ai? Cô Hân. Cái gì? Tại sao là Hân ngủ trong miếu? Tôi ép Hân thực hiện theo ý đồ của tôi để tôi giữ lời hứa với người bí ẩn. Chị cứu cậu đi. Lại là người bí ẩn. Hắn ta xoay mình đi xe trong chóng, đúng là khốn nạn thiệt. Chết cha, còn Hân nữa, tại sao vô miếu ngủ? Bác hai. Chẩm, sao rồi, có bắt được nó không con? Và đó là Nam, đồng nghiệp ở tài sản của con á. Bây giờ con phải đi rồi. Khoan đã, là sao bác không hiểu gì hết vậy? Có gì con kể bác nghe sau. Con đi với bác hai. Chậm, cẩn thận đó chậm.
hay thiệt. Vậy vậy đừng có hại anh Di Long mà. Vậy 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 đi. Hả? Anh Di Long là anh thiệt á hả? Em đang mơ hay đang tỉnh vậy? Anh tới cứu em thiệt á hả? Đâu? Cô làm gì vậy? Thì em đang thử coi là mơ hay là thiệt á. Anh đâu vậy là thiệt rồi, vậy là anh Di Long tới cứu em thiệt á hả? Hay thiệt. Trong tình cảnh em mà ngủ ngon lành, ở nhà sao không ngủ, ra đây ngủ. Anh còn nói nữa, anh nhìn em trong tình cảnh này mà không thấy xót hả? Nè, nè, nè. Anh Di Long, anh viết cái chuyện Ngô Miếu anh khóc nha. Anh có nghe em nói không vậy? Em nói thiệt đó. Anh Di Long, thiệt đó, chuyện nguy hiểm lắm. Anh nhất định phải giết tiếp Ngô Miếu Hoàng Khóc, nếu không là anh gặp nguy hiểm đó. Tại vì á hả, có người á bắt em tới đây nè, trói em để uy hiếp anh phải giết tiếp chuyện đó. Mà hả, anh thấy lá thư nên tới cứu em hả? Lá thư nào? Thì cái lá thư dắt ở ngay cửa nhà anh đó. Lâu lắm rồi mình không về thăm bác hai. Bác hai mà biết mình dừng viết, chắc bác hai mừng lắm. Anh không có thấy lá thư nào hết á, mà cũng không biết người bí ẩn nào uy hiếp em. Anh chỉ muốn á, em đừng có bày trò nữa. Mọi chuyện rối rắm lắm rồi. Cái gì? Em bày trò? Anh nghĩ sao anh kêu em bày trò vậy? Tự nhiên đêm hôm khi khoác mình nên em tới đây tự chói tay chói chân mình lại em bày trò, em đâu có rảnh dữ vậy. Bày trò gì mà kỳ cục vậy? Anh thiệt đó, anh phải giết tiếp chuyện Ngô Miếu Hoàng Khóc. Nếu không á, lần sau người gặp nguy hiểm không phải là em đâu, mà là anh đó. Thôi được rồi, anh sẽ không viết tiếp và anh cũng không sợ gì hết. Cứ về nhà đi, anh kể cho nghe chuyện người bí ẩn. Lúc đó xem á, em có bày trò hay không là biết liền chứ gì. Nè, Duy Long. Anh Nam là một người bí ẩn giả mạo, nhưng sau lưng anh ta bị một người khác điều khiển để làm sao ép anh viết tiếp quyển tiểu thuyết. Nhưng mà song song đó, hiện tại chúng ta đang có một tên bí ẩn. Người này thì quan trọng hơn hết, là bởi vì hắn ta thường xuyên gửi cho anh những cái manh mối liên quan đến vụ án Ngôi Miếu Oan Khóc. Đúng, em rất thông minh, không hổ danh là nữ luật sư, kim luôn trợ lý cho nhà văn. Anh xuống dưới đây mục đích là để làm gì? Anh muốn tìm ra sự thật. Nếu như không tìm ra, anh sẽ không về lại Sài Gòn đâu. Cái thằng này sao nó làm phiền mình quá vậy ta? Bây giờ mình phải tìm đại một hung thủ để kết thúc sớm vụ này, chứ nó càng ở đây ngày nào thì càng dễ lộ ra ngày đó. Rồi gặp ngay chính lúc mà bà Thành á, ăn cắp gà của ổng. Rồi ổng đi lên đập chết bà Thành ngay ngày hôm đó. Vậy tại sao lúc đó Sơ Cẩm không bắt chú Tâm Hảo? Chú Tâm Hảo giết người mà. Tiếng đàn cất lên câu nghỉ lòng. Anh Long, anh Long, anh Long. Em vừa mới thấy ai chạy vô trong đó đó. Nỗi lòng là chỉ có ai? Không có thiệt mà, em thấy rất là rõ có người chạy xỉu trong đó mà. Mới hồi hôm qua, thậm chí hồi chiều, chú còn nói hả, cháu để tương lai này nọ rồi còn ủng hộ chuyện con với ảnh. Tự nhiên bây giờ chú lại. Hồi chiều là chuyện của hồi chiều. Cái thằng nhà văn đó có lo gì được cho vợ con đâu. Tối ngày nghĩ ba cái nhân vật gì trong tiểu thuyết đó, nghèo kiết sao. Cô cắm cô quẹt nó nghe. Ai quán hơn gì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứng dậy. Khi anh chọn
không biết điều tra và bỏ rơi em đi ba lần. Thì em biết trong thâm tâm anh cũng không chọn em. Mà lúc đó đối với anh rối quá, anh không biết phải làm như thế nào. Thật sự anh không dám chọn tương lai, chứ không phải là không dám chọn em.